Chào các bạn, hôm nay anh Ba Công cùng với mọi người đến tham quan một quán nước tên là Quán Của Thời Thanh Xuân, là chi nhánh của một quán cực kỳ nổi tiếng và có diện tích khá lớn ở thành phố Đà Lạt, nay mở chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trên màn hình video của các bạn đó chính là không gian của quán. Thì chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh này được mở ở trung tâm quận nhất. Công sẽ để địa chỉ của quán ở phía dưới phần mô tả để các anh chị có tò mò, có muốn đến tham quan thưởng thức thì đến theo địa chỉ này nha. Vậy thì quán Của Thời Thanh Xuân có cái gì nổi tiếng? Quán này nó có hai thứ rất là nổi tiếng. Điều thứ nhất đó là cái hộp này đây. Đây là cái hộp tiền. Các bạn có thể trả tiền bao nhiêu cũng được. Các bạn uống bao nhiêu ly không cần biết. Các bạn có thể chỉ cần tới cái hộp tiền này và bỏ tiền vào, và các bạn sẽ đi về 50 cũng được, 100 cũng được, 5.000 cũng được, 10.000 cũng được, thậm chí không bỏ cũng được. Và cái thứ hai chính là điều này, nhân viên của quán là người điếc nha các bạn, hãy giữ im lặng và đi nhẹ nói khẽ. Và đây là menu của quán nè các bạn, vì cái nhân viên bị điếc cho nên các bạn chỉ việc chọn màu theo cái nước mà mình muốn và chỉ cho nhân viên đó, và các bạn đã order xong món nước. Cực kỳ tinh tế và thông minh phải không các bạn? Bây giờ Công cùng với các bạn sẽ đi một vòng tham quan quán cà phê Quán Của Thời Thanh Xuân nha các bạn. Trước mặt các bạn là cái hộp tinh dầu mà quán bán thêm. Thì để biết giá cả chi tiết thì các bạn liên hệ với quầy về cái việc mà mua sỉ hoặc là mua về sử dụng như thế nào nha các bạn. Ở đây có trưng bày khá là nhiều. Đây là phía cuối của Quán Của Thời Thanh Xuân. Ở đây có trang trí cây xanh và một cái bàn để ngồi kiểu cà phê cũ của ba bạn gái đang ngồi. Quán khá nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía ngoài của quán. Đây là phía ngoài của ban công, trang trí cũng rất là bắt mắt, cũng dùng cây xanh đó các bạn. Phía ngoài cũng có khách ngồi. Như các bạn thấy thì ở góc nào của quán cũng có trang trí nhiều thứ rất là đẹp. Ở đây sử dụng cái vật trang trí dường như là từ bằng gỗ hoặc từ các loại lá cây đó các bạn. Nói chung là thực hiện cái mô hình xanh sạch chứ không có sử dụng các nguyên liệu nhựa. Đây là một quán cà phê rất đáng để chúng ta tới và thưởng thức đó các bạn. Không nói lại một phần nữa, quán này ở Đà Lạt rất là nổi tiếng. Và nổi tiếng như thế nào thì các bạn tới một lần để thưởng thức thì các bạn sẽ biết. Anh Ba Công quay lại một bạn khách nam đang ghi chú trên giấy và băng dính của tiệm để gửi lại những cái dòng tin nhắn ngọt ngào của mình đối với tiệm. Thì đây là một công việc rất là thường xuyên đối với cái tiệm chính ở trên Đà Lạt cũng như là đối với cái tiệm này. Công sẽ quay hình cái tường có những cái lời nhắn như thế cho các bạn xem. Đây là cái tường có những lời nhắn như thế. Các bạn có thể tới tiệm mà coi, khi Công tới đây thì có khoảng 100 tin nhắn như vậy. Công chỉ ước chừng thôi chứ con không có đếm. Thì những lời nhắn đó rất là dễ thương nha các bạn.
thì chuyến đi đến quán của thời thanh xuân của anh Ba Công tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của anh Ba Công. Nếu cảm thấy video hay và bổ ích và quán này ở đây đáng để tới thì mong các bạn sẽ tới ủng hộ quán cũng như ủng hộ anh Ba Công một subscribe. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của anh Ba Công.